ba mỹ nhân họ Lưu nước tiếng xe bít, người độc thân sang chảnh, kẻ mang danh đào mỏ chồng đại gia. Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Lưu Đào là ba mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng giải trí Hoa ngữ. Nhưng dẫu vậy, cả ba lại có cuộc sống khác biệt nhau. Làng giải trí Hoa ngữ không bao giờ thiếu những mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng bởi là nước đông dân nhất thế giới cho nên nơi đây cũng có vô số người đẹp trùng họ. Đều là gia nhân sở hữu nhan sắc cực phẩm, tài năng và sự nổi tiếng, nhưng ba nữ diễn viên họ Lưu dưới đây lại có cuộc sống khác biệt nhau. Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bắc Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Kim Phấn Gia Thế. Với nhan sắc trời cho, khí chất thoát tục tự tiên nữ mà Lưu Diệc Phi được khán giả yêu mến và mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ. Dường như con đường nghệ thuật của Lưu Diệc Phi đã được trải hoa hồng sẵn, khi cô đóng vai diễn nào thì bộ phim đó đều thành công, nhận về đánh giá cao. Do đó, danh tiếng của mỹ nhân họ Lưu này thăng tiến không ngừng và là một trong những nữ diễn viên quyền lực của showbiz. Cô được chọn là một trong tứ tiểu hoa đoán đương đại bên cạnh các tên tuổi nổi tiếng như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên. Vào năm 2010, Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên Trung Quốc thứ hai được công ty giải trí nổi tiếng thế giới William Morris Agency ký hợp đồng diễn viên độc quyền. Tuy nhiên, sau nhiều năm thì dường như Lưu Diệc Phi chưa có vai diễn nào nổi bật và được đánh giá cao. Thậm chí, thần tiên tỷ tỷ còn bị gắn mác là thuốc độc phòng vé, bình hoa di động. Những vai diễn gần đây như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh không được đánh giá cao, hay bộ phim Hoa Mộc Lan chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên, cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tất nhiên, sự nổi tiếng sẽ song hành với thị phi, tin đồn, và Lưu Diệc Phi cũng không là ngoại lệ. Cô vướng phải rất nhiều tin đồn xung quanh từ khi bước chân vào làng giải trí. Điển hình như tin đồn Lưu Diệc Phi phá thai khi 15 tuổi, chuyển giới, có mối quan hệ mập mờ với cha nuôi Trần Kim Phi. Ngoài ra, nhan sắc của Lưu Diệc Phi ở những năm gần đây thường bị soi ra khoảnh khắc suy giảm phong độ, thân hình thiếu cân đối. Với danh tiếng, quyền lực và mức cát xê khủng thì việc Lưu Diệc Phi sở hữu cho mình khối tài sản lớn là điều dễ hiểu. Nhiều thông tin tiết lộ rằng bất động sản đứng tên mỹ nhân họ Lưu này nằm rải khắp nơi. Siêu xe, quần áo và túi xách hàng hiệu đối với Lưu Diệc Phi là nhiều không đến hết. Về chuyện tình duyên, Lưu Diệc Phi chỉ công khai hẹn hò duy nhất với nam tài tử Song Seung Hun khi cả hai đóng chung phim Tình Yêu Thứ Ba. Nhưng chuyện tình của cặp đôi khiến nhiều nghi ngờ rằng cố tình tạo nhiệt, đánh bóng tên tuổi. Sau 2 năm chuyện yêu đương thì cả hai chính thức tuyên bố chia tay vì lịch trình bận rộn. Giờ đây, nàng tiểu long nữ đang tận hưởng cuộc sống giàu sang bên khối tài sản siêu to khổng lồ. Lưu Thi Thi. Một mỹ nhân họ Lưu có nhan sắc khuynh đảo khác đó là Lưu Thi Thi. Mỹ nhân họ Lưu này có khí chất tương tự với Lưu Diệc Phi nhưng thêm chút nét u buồn như mặt hồ mùa thu. Dù tham gia diễn xuất từ lâu nhưng phải tới khi đóng vai Nhược Hy trong Bộ Bộ Kim Tâm thì tên tuổi của Lưu Thi Thi mới bật lên. Sau bộ phim, Lưu Thi Thi chăm chỉ hoạt động và dần dần khẳng định được vị trí vững chắc của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình và khả năng diễn xuất mà cô còn khiến người hâm mộ ghen tị bởi mối tình lãng mạn với Ngô Kỳ Long. Sau khi kết hôn và sinh con trai đầu lòng cho nam diễn viên Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình Đia Sâu đóng cặp cùng với Chu Nhất Long. Song độ phủ sóng của mỹ nhân này có phần suy giảm hơn so với thời gian trước, nhưng xét cho cùng thì Lưu Thi Thi hiện tại có cuộc sống viên mãn và sung túc. Lưu Đào. Lưu Đào có thể nói là nữ diễn viên phái thực nhất trong ba cô họ Lưu khi cô sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Được biết, cô bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 15 tuổi. Với vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú cùng lối diễn xuất tự nhiên và trong trẻo đã giúp Lưu Đào nhận được nhiều lời mời tham gia diễn xuất. Sự nghiệp của Lưu Đào trở nên tươi sáng hơn khi cô vào vai A Châu trong bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ. Nhờ thành công của phim đã góp phần đưa tên tuổi của Lưu Đào bước sang trang mới. Những tưởng nàng A Châu sẽ có thêm nhiều tác phẩm nữa thì ngay sau đó, Lưu Đào tuyên bố kết hôn với Vương Kha, thiếu gia nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh. Điều khiến công chúng bất ngờ là cô và vị thiếu gia họ Vương lấy nhau khi mà chỉ quen biết 20 ngày. Chính điều này mà Lưu Đào gặp phải không ít chỉ trích, lời gièm pha và cho rằng cô là kẻ đào mỏ, hám danh lợi. Tưởng chừng cuộc sống làm dâu nhà giàu của mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ sẽ trải hoa hồng thì chẳng bao lâu sau sóng gió ập đến. Thời điểm đó, Vương Kha gặp khó khăn trong kinh doanh dẫn tới phá sản và nợ 57 triệu USD. Giữa thời điểm khó khăn, nhiều người cho rằng Lưu Đào như các người đẹp khác sẽ ly hôn để rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng cô vẫn kiên cường ở bên cạnh chồng trong lúc khó khăn nhất. Chính vì kinh doanh của người chồng gặp khó khăn, nợ nần chồng chất mà Lưu Đào đã quay trở lại showbiz và một mình vực dậy cả gia đình. Thời điểm quay trở lại làng giải trí, Lưu Đào nhận vô số hợp đồng đóng phim, quảng cáo và nhờ sự chăm chỉ đó mà nàng A Châu đã trả nợ và giúp chồng. Thậm chí, Cô còn tìm cách chạy chữa bệnh cho chồng và điều này cũng góp phần giúp vị thiếu gia khét tiếng ngày nào vực dậy được tinh thần sau vấp ngã. Có thể nói, Lưu Đào chính là người vợ Tào Khang trong truyền thuyết khi giúp đỡ hết mình chồng đại gia khi xa cơ lợi thế. Hiện tại, có nhiều tin đồn cho rằng hôn nhân của Lưu Đào đang lục đục và chuẩn bị ly hôn, song mỹ nhân đều lên tiếng phủ nhận.